Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm video này để mà hướng dẫn mọi người cái cách download và sử dụng Zoom trên laptop. Vì sao mình làm như thế? Vì Zoom trên laptop nó rất là ưu việt hơn rất nhiều so với dùng Zoom trên điện thoại, và nó có nhiều tính năng rất đặc trưng, và mình cũng có thể kiểm soát được mọi thứ đối với người học và đối với người dạy, cũng như đối với người tham dự phòng Zoom, cũng như đối với cái người mà tổ chức ra cái cuộc họp mà sử dụng cái phòng Zoom. Và trong cái thời gian này thì mình cũng có thể là họp hành hoặc là học hành hoặc là sinh hoạt qua cái phòng Zoom này đều được hết cả. Đầu tiên mình sẽ vào trong cái Google Drive. Mình vào trong Google Drive và mình vô search, mình sẽ đánh cái chữ là Zoom. Thì khi đó nó sẽ xuất hiện cái giao diện cho mình. Thì mọi người nhớ, đối với tất cả các phần mềm thì mình đều phải cài cái phần mềm vào trong máy. Thì mình sẽ download trước. Thì đầu tiên mình sẽ download cái version này, Zoom License for Meeting. Mình sẽ download. Sau khi download xong thì mình sẽ kích hoạt cái phòng này. Mình sẽ kích hoạt và mình cài đặt vào máy. Coi mình kiểm tra coi nó chưa có ra. Thì mình chờ một vài phút thì quá trình install của cái máy nó sẽ diễn ra. Và do mình có cái khóa khi mà mình cài đặt thì người ta hỏi là do you want to allow this app to make a change to your device? Thì mình yes. Sẽ phải chờ một chút xíu để cái quá trình mà cài đặt cái này trên máy laptop nó sẽ diễn ra. Mình kiểm tra rồi. Rồi, sau khi cài đặt xong á thì nó sẽ xuất hiện cho mình cái giao diện của Zoom. Thì bây giờ mình sẽ sign in hoặc là mình join trong cái phòng học đấy. Bây giờ mình sẽ sign in. Ha, để mà sign in vô á thì các anh chị sẽ đánh, nhớ Zoom Loud Meeting, mình sẽ đánh chỗ sign in vì mình đã tạo cái ID rồi. Thì mình sẽ sign in vô đây ha. Còn trường hợp chưa tạo thì mình sẽ click vào cái sign up free nào, thì các anh chị sẽ click vô đây và đăng ký, và mình sẽ khai báo thông tin nào là email. Rồi sau khi email rồi người ta cho mình một cái đường link gửi cho mình vô cái mail, thì từ trong cái mail đó các anh chị mới đi vô trong cái đường link mà gửi trong email của mình. Mình sẽ đăng ký nào là password, rồi confirm password. Rồi sau đó mình sẽ vô được cái app này và mình sử dụng. Và ở đây mình sẽ sign in vì mình đã có account rồi. Bây giờ mình sẽ đánh cái account của mình.
khi mình đã sign in vô thì người ta sẽ cho mình đi đăng vô cái phòng. Và trong cái phòng này, khi các chị đi vô phòng này, các chị sẽ có nhiều cái nút chức năng. Ví dụ như là new meeting, có nghĩa là mình sẽ tổ chức cái buổi meeting đây. Và khi mình chọn cái nút new meeting thì các anh chị sẽ có thấy cái phòng meeting của mình đây, mình chọn ra và có cái mã ID. Nhưng mình không chọn cái này và mình sign out nó ra, mình end, thì các anh chị sẽ tạo cái ID meeting đây. Và Nga cũng lưu ý mọi người cẩn thận cho mình cái chỗ new meeting nè, nó có một cái là cái chỗ dưới phần new meeting nè, các anh chị click vô, các anh chị sẽ thấy nó có phần start video, use my personal meeting ID và cái mã ID của mình ở đây. Nếu như mọi người không để cái nút view này, không click vô đây, thì khi mình trường hợp mình nói nhất là trường hợp nếu mà mình click vô đây thì mọi người sẽ thấy là bất cứ cái phòng họp nào của mình luôn luôn giữ một cái mã ID như thế. Còn nếu trường hợp các anh chị không click vô cái mã ID này, không click vô chỗ này use personal meeting ID, thì thí dụ lần thứ nhất các anh chị sử dụng free đi vô là hoàn toàn cái mã đó, nhưng lần thứ hai đi vô thì nó sẽ cho một cái mã mới, lần thứ ba đi vô nó sẽ cho một cái mã mới, do đó sẽ gây ra cái sự mà lộn xộn cái mã ID đó. Và cái người join vô cái phòng meeting của mình á, người ta sẽ bị là bối rối và lúng túng trong cái việc sử dụng. Do đó thì mình khuyên mọi người nên click vô đây. Sau khi click vô mình không nhớ thì mình lại đây mình bấm copy ID hoặc là copy invitation để mà mình mời. Thì đa số thì mình sẽ copy ID đi, tại copy ID rồi mình gửi mã ID đó cho những người mà cần vào trong cái phòng, là việc thứ nhất. Việc thứ hai ở chỗ join thì mình sẽ join, là có nghĩa join là meeting, có nghĩa là mình sẽ join vô một cái meeting của người bạn mình. Đây, khi join the meeting của người bạn mình thì mình sẽ đánh cái mã ID hoặc là copy đường link của họ gửi. Rồi sau khi mình copy vô thì người mình sẽ click vô cái nút này nè, nó sẽ trở nên màu xanh và mình click vô join. Đầu tiên nó ghi là do not connect to audio, là không connect audio và turn off my video, có nghĩa nếu anh chị click vô hai cái này thì các anh chị join vô cái meeting đó, các anh chị sẽ không thấy cái camera nó quay vô mình, không thấy hình ảnh của mình và cũng không nghe được tiếng, có nghĩa là mình nói cái gì, mình làm cái gì ở phía ngoài không ai nghe tiếng và không ai thấy hình của mình ha. Cái đó là phần join meeting. Rồi đối với phần schedule, có nghĩa là mọi người sẽ có thể lên lịch để mà tổ chức cái phòng họp đó cho nhóm. Thì ví dụ như các anh chị chọn nào là ngày bắt đầu, giờ bắt đầu, thời gian sẽ diễn ra trong bao lâu, rồi cái meeting của mình nó sẽ là ô tô hoặc là nó sẽ sử dụng ô tô, là có nghĩa là khi anh chị không click vô, mỗi lần ra vô á thì nó sẽ cho một cái mã bất kỳ. Nhưng nếu như các anh chị click vô cái phần meeting ID là personal meeting ID thì cái số này sẽ luôn luôn giữ cho các anh chị trong suốt quá trình năm này qua năm kia. Nếu anh chị muốn thay đổi thì anh chị sẽ dùng cái bên đây, nhưng mà các anh chị muốn giữ nguyên cái phòng mình thì mình sẽ vô đây. Tại vì khi mà mình giữ cái mã nguyên vậy á, thì mình là nếu mà chủ phòng á thì luôn luôn là cái phòng này của mình và không ai vô được, muốn vô phải cần có sự đồng ý của mình. Còn nếu mình chỉ cho bình thường thì các anh chị đi vô phần join ha, cái này nghe nói phần schedule. Rồi password require meeting, cái này yêu cầu cái password là mình phải luôn luôn nhớ. Và kế tiếp là video host, thì là người chủ phòng ha, sẽ video luôn luôn bật và hoặc là tắt tùy theo tùy chọn của mình. Rồi người tham dự thì người ta bật hoặc tắt là tùy ở mình luôn ha, mình có thể mình quyết định. Rồi đầu kế tiếp là audio, là âm thanh, telephone computer audio, và telephone and computer audio có nghĩa là
mình có cái những cái gì mà điện thoại gọi mà nhiều khi mình sử dụng những cái khác ở trên cái laptop của mình, là cầm video audio là mình sử dụng cái âm thanh của trên laptop, và nếu như bạn chọn cả hai thì là mình chọn được cả hai thứ luôn. Rồi calendar là lịch, rồi sau đó các anh chị bấm vô schedule thì mình sẽ thiết lập cái phòng meeting của mình đó. Và kế tiếp là phần share screen này để mình lấy vô cho mọi người. Share screen là share computer sound, là share âm thanh của trên máy vi tính của mình. Rồi trong cái phần share screen này, nếu muốn share screen thì các anh chị phải có cái mask của ID nè, khi mà mình cho vô cái phòng đó, hoặc là cái mình share cái key ID của mình thì vô đây mình bấm cái password ID và cái key của mình vô đây thì mình share. Rồi trên kế tiếp trên đây nó có nút chat, thì ở chỗ chat này thì nó sẽ hiện ra cho mình cái khu vực khi mà mình mở meeting thì nó sẽ có khu vực để mà mình chat hiển thị đây cho mình sẽ thấy được ai sẽ hiện diện nằm đâu trên đây hết, và những cái liên lạc với yêu cầu liên lạc nó nằm cũng trên đây, và message thông tin về tin nhắn gì cũng nằm trên đây. Phone meeting hồi nãy các chị nói là cái này người ta làm có thể là giống như gọi điện thoại, giống như phone, giống như là những cái app khác, giống như là Facebook hoặc Messenger hoặc là Line hoặc là WhatsApp vậy, hoặc là Skype thì mình đều sử dụng được hết á. Nói trong cái chức năng của Zoom nó có những cái chức năng đấy. Rồi cái kế tiếp đó là meeting. Đây các anh chị xem cái mã ID của mình, có thể là mình sẽ chọn ở đây cái mã ID của mình và những thông tin về ID của mình, về phòng họp của mình hoặc là phòng học của mình nó nằm đây. Record the meeting có nghĩa là trong quá trình cái gì tổ chức cái phòng nhóm meeting của mình á, thì mình có thể record lại hình ảnh, và nơi đây là nơi sẽ chứa cái hình ảnh của mình record. Rồi contact có nghĩa là những người mình sẽ liên lạc, giống như số điện thoại của người ta trong đây. Do cái app này nó mới nên nhiều người chưa ưa có sử dụng nhiều, nên mình chưa có nắm rõ cái phần contact và cái cách sử dụng này. Nhưng khi mà mình đọc qua cái trang chủ thì người ta có nói là đối với Zoom có những cái chức năng đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vô một cái phần, đây là một cái phần mà mình hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng Zoom và cài đặt Zoom ở trên laptop. Và trong video kế tiếp thì Nga sẽ cho các anh chị xem về cái việc mà mình mua Zoom mà bản quyền để sử dụng cái thời gian dài ra làm sao và như thế nào, thì mọi người có thể coi vào video clip kế tiếp nha. Rồi xin chào mọi người ạ.